Đây là trận đấu giữa lớp 3G và lớp gì đây? Lớp 4 gì đây? Cút nhà. Đứng trước bóng là bây giờ là bạn Thủy. Mặc dù đã tập nhưng mà rất là bài bản. Từ hôm qua hôm nay là các bạn đã bắt đầu biết đá đúng không? Có thể thua lớp 3 chứ. Huấn luyện viên cho lớp 3G đó là chứ. Nguyễn Văn Chính lại vào nữa rồi. Thủ môn của lớp 3G đó là Đặng Trần Dũng. Rất nhàn. Trên sân lúc này là có hai huấn luyện viên rất nhiệt tình. Đó là huấn luyện viên Nguyễn Văn Chính và là huấn luyện viên của lớp 3G và Đặng Trần Nam là huấn luyện viên của lớp 4. Lớp 3 đấu với lớp 4 và lớp 4 thua thì huấn luyện viên Đặng Văn Nam có vẻ là rất sốt ruột. Lại vào tiếp. Bạn Thúy bạn đá rất tốt đấy. Ba cờ đã đối với nốt bốn nhà với tỷ số thắng với tỷ số 2-0. Cô đây là mới nốt vàng nhưng game đá rất là bài bản đấy. Bạn Dương đề nghị bạn Dương ra khỏi sân nhá. Nước bay có vẻ là đã áp đảo. Và bây giờ nước bay đang được sở hữu quả đá phần góc. Hai không nhưng về lớp 3G. Này các bạn, lớp 3G là phải mang nhiều quả bánh đến để cổ vũ cho động viên các bạn. Đã tập mà đá cái này cũng rất tốt, rất bài bản. Hải lớp 4 được đá quả đá lớp viên. Đem về à? Các bạn thấy hơi thở hơn. Kéo vào hôm nay nhọc quá là không đá được. Phải tay rồi.
được thưởng quả đá trực tiếp. Nhưng rất tiếc lại không vào được cô. Vẫn bị lệch. Nước Ba G đã có sự thay đổi người. Bạn Thương và thay bạn Hiếu. Có vẻ thủ môn của lớp 3G rất nhàn. Không biết có việc gì làm vì các bạn tấn công rất là tốt cho nên thủ môn không phải chịu một áp lực gì cả. Còn thủ môn của chúng tôi đang đứng chơi. Có một thủ môn áo xanh rất là vệ. Chạy dân rất là ục ịch, không biết là có có đá là không nữa này. Đá được một lúc đã mệt rồi, thế này còn nào đá cả trận đá sao? Ừ, tối đăng. Tối chưa có, phải mai mới có. Bây giờ mới thấy thủ môn Đặng Trần Dũng là phát một quả. Máy lớp 4 bên nghe được thực hiện quả đá. Bạn áo vàng ở lớp 4E tên gì nhỉ? Gì Khánh nhỉ? Bạn áo vàng lớp 4E tên gì? Khánh nhỉ? Bạn áo vàng tên gì? Rồi, tốt. Cứ tưởng thủ môn rất nhàn nhưng mà không nhàn tí nào đúng không? Thủ môn Đặng Trần Dũng đã cản phá một quả thật thành công. Và tiếp theo lớp 4E lại được thưởng quả đá biên nhưng cầu thủ Nguyễn Văn Dương không thành công. Cứ nói Dương hậu vệ nhưng không hiểu hậu vệ nào làm việc gì cả. Đúng bốn này yếu hơn, bốn E này của ai? Bốn E này con gái hoạt chứ con trai thì cần kinh hơn. Ừ. Thế mấy bọn kia bọn lớp 4 thì mình cứ lớp 4 thì cần không thắng được lớp mình được, lớp mình độc bọn to lắm. Lớp mình chưa đá đã bỏ này em hứa thầy là vô địch.